Ô chiếc này rô đai hả em? Chạy để thử dynamo rồi nó có sạc không anh? À vậy hả? À. Xe mới về hả? Mới về. À mới về dọn xong. Mình thử dynamo rồi. Em đang dữ liệu không có dọn hết. À. Rửa ra rồi ráp cho hơn. À vậy hả? À. Rửa ráp. À thì nổ cho đi ra đi đốm rồi dynamo. À dynamo rồi sạc coi ok không? Ừ. À. Ấy vỏ này vỏ mới mà. Không vỏ theo xe của nó luôn anh. Vỏ theo xe. À vỏ anh Ken nè. Anh Ken mà nó. Một bội luôn. Nó mới dữ vậy ta. À, mới lắm. Ken này dạng vỏ mới lắm. Ừ, mới Ken xà beng ha. Rồi. À, dạng vỏ thanh Ken luôn nè. Vỏ mâm nước sừng riêng hết á. Mâm nước sừng riêng luôn. Dạ. Mát gen da băng nè. Đó. Đẹp quá ha, con này chắc chạy ít giờ. Dạ. Chắc mấy trăm à. Con này nó thay vỏ rồi em ơi, 3.224 giờ nó thay cặp vỏ chứ đúng vỏ nó Bridgestone chứ không phải vỏ Hanken đâu. Vậy về có hiệu này đó anh nhiều lắm. Không anh biết rồi nhưng mà ý là vỏ rin mà theo của thằng hãng thường thường nó hay ráp Bridgestone. Không Bridgestone với thằng này Ken này là thằng gì là... thằng O hai O O H O gì đó. Dạ. Với lại thằng thằng Hanken là ba đời. Cái này là cái sinh viên chưa. Có. Nhưng mà có một điều là em không có tua đồng hồ. Chứ như nhưng mà người ta để vỏ vậy người ta tua đồng hồ lại là em nhìn không ra. Em nói anh là về là đi cái nổ máy lên à. Không đủ hơi số máy ngon là ok chứ có đời nạp đủ cho ba cái đồng hồ. À vậy à. Dạ. Biết kiểm tra là số máy ok, máy không đủ hơi là biết là xe nó ngon nên. Máy êm quá ha. Dạ. Ra nó lên tua được như vậy là tua lên 1.700 rồi nè. Hồ còn chạy không vậy? Ơ đồng hồ bị kẹt đi mày. Dạ. Em kiểm tra lại cho anh chưa điện đó vẫn nổ kiểm tra nè. À vậy hả? Dạ. Này là bên cơ. Bên cơ số cơ hết. À. Đó. Bên cơ. Ồ tay lái trợ lực luôn ta. Dạ trợ lực đời hai bơm anh. Ồ nhẹ dữ anh. Đời hai bơm luôn. Dạ. Một bơm bên riêng bên tay lái liền. Dạ đúng rồi. Thường hai bơm này nó gắn á. Hai bơm này nó gắn cái mà cái ben cái mà cái gầu xúc ngon lắm nè. Gầu xúc hết đấy à ben cơ luôn nè. Ô ben cơ xin luôn em. À ben cơ luôn. Dạ ben cơ số cơ hết. Hằng ngày ném nó anh là không có gì mà điện hết. À. Còn bộ cơ các cái hết. Số xế số chạy số cái cầu là cơ hết. Cơ luôn. Số tới lui nhanh thay vì nó trên này đây nó bỏ ngay đây cũng tiện chứ ha. Nó nằm ở đây đúng rồi. Nằm trên này như Shibura nằm trên này. Nó nằm ngay đây cũng tiện vậy. Tiện. Ờ cũng tiện mà. À. Tay lái cực nhẹ. Ồ, mô sạc ngon rồi nè. Nóng sôi nè. Cái cổ bô, cái sừng riêng nó cháy chưa hết luôn á. Ồ, nước sơn, à, cái cổ bô này hả? Đúng ra, càng nhiều ra cổ bô này nó cũng đen lắm anh. À. Đây, đồ sống mới dữ vậy ta. Của nó theo xe của nó luôn anh. À, vậy hả? Dạ, viên theo xe của nó luôn. Có khi nào nó gắn cái tắp lô khác vô không? Chứ cái con này mà chạy chắc ở mấy trăm giờ chứ mấy làm gì có chuyện mà mấy ngàn ta. Đây nè cái bô rồi còn đen thui nè. Nó cài đồng ý nhiều giờ nó cài kỹ. À không kỹ kỹ chứ mấy ngàn giờ anh nghĩ là nó có nhiều khi gắn sai đồng hồ á. À, nó gắn cái tắp lô khác vô đó. Không chứ đâu mà máy còn mới Ken vậy mà sao đồng hồ nhiều giờ vậy? Hay là anh đọc lộn số? Anh nói không nhiều là như Việt Nam mà có nhiều tiếng người ta xài nhiều mà tay nhớt nhau người ta kỹ là cái máy vẫn còn ngon. À còn nhiều nhưng mà không cái này nó mới lắm ý là nó tất cả là nó còn mới lắm nè. Cổ bô rồi này nọ nào đề đóm đồ mới Ken xà beng đó mà kể cả vỏ cả đồ luôn. Đó về giờ chuẩn bị kiểm tra điện đóm rồi nè. À ra đèn đóm đồ này nọ. À một cặp bơm luôn. Đó, mà thằng này đầu tiên giờ là còn tiên nằm trên nha anh. À. Nó tiên nằm trên vậy nó là rất là tiện. À. À, cái này nằm dưới á. À.
nằm dưới là anh chạy với hai cạ. À hai cạ. Dạ, còn nhảy nằm trên là. Nằm trên này đi rừng bao đúng không? Đúng, đi dấp gốc cà phê, cà phết đồ này nọ khỏi lo. Dạ đúng rồi anh. Ý, gì anh? Đây lái trợ lực. Đây là bắt cái gào, cái gào vô nè. Gào á. Ờ. Cái này à, cái này cặp kiếm của nó kiếm sao ta? Kiếm nó là kiếm treo hay là kiếm bách treo hay là kiếm tự như kiếm mình thôi anh. À nó hay à. Dạ, đây kia đây đây. Ý, nhưng mà cái đuôi nó ngắn ha. Dạ. Ha, đúng không? Đúng, còn mui là mui riêng của nó luôn coi. À. Mui của Mitsubishi luôn. Đó ha, con này còn rất mới nè. Từ cái mui đồ chữ còn đỏ chót giữa màu đỏ là thường thường hai màu dữ lắm. À. Em. Cái này tắt điện luôn không? Dạ, tắt điện. Đẹp ha. À, quên chứ, quên hỏi giá con này giờ mình định bán nhiêu? 120. Có đuôi sói không? Đầu không. Cái đầu không. Còn đuôi sao? Đuôi mắc dữ vậy hả? Em đang 12 nó đa dạng lắm, 10 triệu, 8 triệu, có đuôi mà đuôi đẹp từ 12, 13 triệu. À vậy hả? Cái đuôi nó bề ngang được mấy mét? Một mét mấy? Đuôi của nó là 1 mét rưỡi, gần 1 mét 6. À gần 1 mét 6. À, mà đuôi riêng luôn? Đuôi riêng xe, xe nó đuôi à. Sao mình không bán đuôi riêng luôn không? Đây nè, dạng đuôi riêng của nó đây nè. À. Mình không bán cái đuôi kèm theo luôn mà mình bán vậy rồi cái đuôi rồi có tiền người mà cho nhiều người ta thích đuôi người ta không lấy đuôi rồi nó dư ra rồi sao bán dễ chai à? Không, em để chứ người ta cần em bán lại tới á. Mà có người cần nhiều không? Nhiều chứ, em bán đuôi nhiều lắm chứ. À vậy hả? À. Đuôi em bán người ta xài nhiều lắm chứ. À, ô đuôi đẹp chưa, có đuôi kia đẹp chưa kìa. Đuôi Mitsubishi kìa. Đuôi đó chắc mười mấy củ à. À, đuôi đó 1m4 à. Đuôi đó đuôi nhỏ, đuôi đó chừng 10 triệu à. 1m2, 1m4 à, 1m3, 1m4 à. À. Rồi, bạn nào cần thì alo với ông chủ nha. À, không đuôi sới 120 triệu. À, đuôi sới tính riêng. Muốn lấy từ 8 đến 12 triệu, muốn lấy loại nào thì lấy. Ha. À. À. Quay luôn hả? MT25 con này, MT26 là 26 ngựa. MT25 là 25 ngựa. À. Rồi, vỏ lốp đồ cũng đẹp nè, lốp này bê tông nè. Nhìn màu lốp là anh biết. Đúng rồi. Em ở đây á, anh làm xe về chứ con nào nổ máy ok là ok, em nó cũng tua đồng hồ không? À. Cái màu con bê tông vỏ lúc nào cũng bóng nha. Còn pha ken là vỏ nó màu đục. Thiệt mà. Một ngàn 133 giờ 1133. Tắt luôn hả? 1133. Một ngàn 133 giờ. Con máy con đẹp không? Vợ nắp ra thử coi. Thường là dở bên này nè, để coi máy có máy đồ nước sơn còn đen có dặm gì không? Mà đen bóng vậy? Xe không có dặm thuốc đâu. Mấy cái vòi nước á, cái mấy dòng mà máy lốc nhôm nè, em đừng có xịt cái áp lực mạnh, nó tróc sơn hết. Như chiếc này em xịt á, nhiều khi là không biết cái đem xịt mạnh là nó bay sơn không? Em mua cái máy mà xịt máy nhỏ nhà, hoặc là em mua cái bét mà bét lớn á. Nó xịt. Biết xịt là xịt từ xa. Xịt nó xả ra. Đừng có xịt áp vô quá. À, nó xả ra. Áp vô đó. Bay sơn á. À. Con này giờ đề nổ không? Con này nổ bình thường. À, bình thường. Chắc bình thường. Không ngửi nha. Máy đây thì phải nổ rồi mấy ấy chứ. Dạ. Sao chỗ này nó xét xét này ta? Em để luôn, không có dặm tút như người ta đâu. Để nó bình à, nước bình. Dạ, nước bình. Nước bình rỉ xuống con tay lái trợ lực à.
con này cũng chờ lực rồi nè. À, à. Chờ lực đời hai bơm luôn. F2 nè. F2 là hai bơm. Dạ. Bụi không ha? Bụi đời. Bô biết đâu này nọ cũng còn sáng chới ha. Ừ. Chỉ có cái bình này là nó chắc bị bể nè. Linh nó bị lủng. Ừ. Cái đời này nè, đúng ra một con kia nó cũng có cái tem này. Dạ, đúng rồi. F2 là hai bơm. F là bơm á, F là bơm á. Còn con này. Đồ còn quá đẹp. Thôi bỏ con này đi. Mình quay hai mít xu trước đi cái đã. Ừ. Rồi, ok. Rồi bạn nào có cần thì nếu mà có nhu cầu thì alo với ông chủ ha, số điện thoại trong phần mô tả video. Rồi, mình chào các bạn. Bấm vào phía phải tiêu đề có chữ V này.